qua, vấn đề nhà vệ sinh trong trường học luôn nhận được sự quan tâm của dư luận khi hàng loạt học sinh và phụ huynh chia sẻ nỗi bức xúc khi trực tiếp trải nghiệm về nhà vệ sinh tại các trường học. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến nay có đến 40% trên tổng số tất cả các nhà vệ sinh ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, không đảm bảo vệ sinh, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn. Chỉ với vài dòng tìm kiếm trên Google và YouTube, chúng ta có thể thu được hàng triệu kết quả như là nỗi ám ảnh của học sinh với nhà vệ sinh trường học, nỗi sợ hãi của học sinh khi đi vệ sinh ở trường, học sinh nhịn uống nước vì không dám đi vệ sinh ở trường, vân vân. Phải làm sao để sử dụng khi nhà vệ sinh luôn có mùi kinh khủng, không thể nào đi vào trong mà không ở trong tư thế bịt mũi nín thở. Thậm chí những cánh cửa sổ lớp học dù mùa đông hay mùa hè cũng không bao giờ mở vì nó ở gần nhà vệ sinh. Không có nước, không có xà phòng, ẩm thấp, bị rêu phủ, thậm chí là hư hỏng nặng nề. Có những điểm trường gần như 1.000 học sinh phải dùng chung một nhà vệ sinh. Tất cả những điều đó khiến cho việc đi vệ sinh của trường học là nỗi ám ảnh của nhiều học sinh hiện nay. Nhiều em học sinh chia sẻ rằng các em phải nhịn đi vệ sinh ở trường và không dám uống nước. Điều này rất có hại đến sức khỏe các em khi đang ở trong độ tuổi trưởng thành. Đứng trước thực trạng đó, với mong muốn giảm thiểu tình trạng ô nhiễm và giúp cải thiện chất lượng nhà vệ sinh ở các trường học, khiến cho việc đi vệ sinh không còn là nỗi ám ảnh của học sinh, AUB team muốn đem đến Việt Nam Amazing Student dự án thoát khỏi nỗi sợ nhà vệ sinh trường học. Ngoài ra, khi đến với Việt Nam Amazing Student, chúng tôi có thể nâng cao hiểu biết của bản thân, rèn luyện kỹ năng giải quyết các vấn đề, kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng thuyết trình, được học hỏi từ các bạn học sinh và các anh chị sinh viên đến từ mọi miền tổ quốc, có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp. Đó là AUB Team. Đó là Thảo, đó là học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Yên. Tớ là Hà, tớ là học sinh lớp 11A1, trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Yên. Tớ là Trang, tớ là học sinh lớp 11A1, trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Yên. Dù đây là lần đầu tiên chúng tớ đến với Việt Nam Amazing Student, nhưng với khả năng thuyết trình và học tiếng Anh, năng động, sáng tạo, tư duy logic, tốc độ, chúng tớ mong muốn có thể cống hiến một phần sức trẻ của mình nhằm nghiên cứu và đề ra những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng của nhà vệ sinh ở các trường học vùng núi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của chúng tớ. Hãy ủng hộ và theo dõi nhóm chúng tớ. Đừng quên nhấn like và share để chúng tớ có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo các bạn nhé.